Chính nhậm Đồ quệ bân đến rồi Đồ quệ bân sao Cứ để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ đó Rồi dư luận cũng sẽ dần dần lắng xuống thôi Vì Mẫn châu Cô hãy nhìn vào một chút đi ạ à? Hay là bây giờ Tôi đuổi cô ta đi có được không không biết cô ta đến đây làm gì nữa, tôi lo quá à. Ngược lại tôi lại muốn xem cô ta định làm gì đó. Cô cứ ở đây đi. Một mình tôi đến đó được rồi. Chính nhầm à? Cô tha thứ cho tôi nha Tôi sai rồi Tôi cầu xin cô Hãy cứu lấy mẫn châu của tôi Chính nhậm mà làm ơn <laughs> Làm ơn đi chính nhậm mà Sao cô lại phải diễn kịch như vậy Quá ra là diễn cho người khác xem à Không phải đâu Tôi thật lòng đã nhận lỗi với cô mà đáng lẽ tôi không nên làm vậy để cứu con gái của mình tôi thật sự đã sai rồi tôi thừa biết cô chẳng có chút thật lòng nào hết cô thôi đi cậu xin cô đó tôi thật lòng Thật lòng muốn giết cô Cô có biết như vậy không Hàng chính nhầm Hy vọng cô có thể Nhận thấy được sự thành tâm của tôi Tôi cầu xin cô Tôi về trước đây Chỉ dựa vào lời nói xuông sao có thể làm tôi biết thành ý của cô được không phải cô muốn tôi tha thứ sao không phải nói đã làm sai rồi sao vậy thì cô hãy quỳ trước mặt của tôi đi cái gì dĩ như vậy mới đạt được mục đích của cô chứ sao hả không thể làm như vậy được chứ gì không phải tôi không thể làm mà là không làm sau này cũng đừng hòng tôi quỳ xuống trước mặt của cô tuyệt đối không không bao giờ Để có được cơ hội, thì dù bất chấp tất cả cũng được phải không? Không lẽ anh không cảm thấy có lỗi với Hiểu Dân hay sao? Đúng vậy, tôi qua mình chính đại, đây là về tương lai của Hiểu Dân mà thôi, cô hiểu chưa? <cười> cô, <cười> dám đánh tôi sao? Anh làm ra bao nhiêu chuyện dơ bẩn như vậy, còn dám lấy Hiểu Dân ra làm cớ hay sao? Sao anh lại có thể? Hiệu nhuận Bà thật ngốc Thành công để làm gì chứ Đạt được những thứ như vậy để làm gì chứ Bà là một kẻ tham lam Một kẻ tham lam Hiểu nhuận Ba... ba thật lòng xin lỗi con <laughs> Xin lỗi <laughs> Chắc ba bị điên rồi Ba thật sự Thật sự không biết Bọn chúng đã biến con Thành ra như vậy Ba còn cho rằng Bọn chúng có thể giúp cho ba thành công <laughs> Ba thật đáng chết. Ba thật sự xin lỗi con. Hiểu nhận. Trương Vũ Anh, con gái của anh vì tai nạn nên mới thành như vậy. Anh còn muốn sao nữa chứ? Vậy không lẽ mẹ hiểu rồi đã nói dối tôi sao? Phải đó. Hàng chính nhậm gài bẫy tôi. Cho nên tôi mới làm như vậy. Anh thử nghĩ lại xem. Không phải là tôi đã giúp con gái của anh phẫu thuật trị liệu hay sao chứ? Anh không nhớ chuyện đó sao? Chính là tôi giúp con gái của anh. Đâu quậy bật. Cô đợi mà coi. Chính tay tôi sẽ giết cô tôi thề. <laughs> Các bức ảnh ở phòng trưng bày đều gửi đi rồi sao? Bất kể là trên mạng xã hội hay trên website, chỉ cần là chỗ mọi người có thể thấy được, thì đăng lên hết đi. Hãy kiếm thêm mấy người viết bình luận, thuê trên mạng nữa, làm cho dư luận đồng tình với Mẫn Châu nhà ta. đô quỷ bân thật đáng sợ mà Là lúc nào rồi mà còn diễn như vậy nữa chứ Đã vậy còn giả bộ thương thuyết nữa Cô ta nghĩ làm như vậy Sẽ có được sự đồng tình của dư luận Ngay từ đầu đã không vận động thu mua cho tập đoàn Bạch Cường Lần này chắc chắn cũng không được đâu Dẫn động thu mua sao Trong đợt vận động thu mua lần này Tập đoàn Thị Dân cũng tham gia nữa Về việc này tôi phải giải quyết sau đây ạ à. Trước tiên Giao cái này cho các tờ báo lớn Để đăng toàn diện đi có phải chuẩn bị báo cáo số liệu nữa chủ tịch đích thân viết thư xin lỗi sao ạ à? có phải chỉ thị các bộ phận phải xử lý ổn thỏa nữa không được để các nhân viên bị dao động dạ chủ tịch à phải rồi nói với phó chủ tịch phát là tôi muốn gặp ông ấy dạ chính nhậm em nghe về chuyện của công ty rồi không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy em thật xin lỗi em xin lỗi cái gì chứ cũng đâu phải lỗi của em cũng đâu phải chủ tịch làm sai đâu hình như là lỗi của anh sao ạ à? dù không muốn thừa nhận nhưng mà những người trong đoạn clip đó đều là người thân của anh hết những chuyện mà họ đã làm anh không thể nói một chút trách nhiệm Cũng không dính tới anh được Hơn nữa anh và công ty Cũng không mềm yếu tới mức Vì chuyện như vậy mà lung lay đâu Vậy nên em đừng lo lắng Cảm ơn anh đã nói như vậy Cảm ơn anh Anh nói thật đâu Anh sẽ bình an vượt qua đợt khủng hoảng này thôi Em cứ làm việc Của em đi Được rồi chính nhầm sau này nói tiếp ờ à. không có văn phòng ở số điện thoại quý khách hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau hôm nay có một gói bưu kiện gửi tới hình như là của trung tâm kiểm tra dna thì phải đó Anh đã bị đô quệ bân lừa rồi phải không? Anh và em, còn cả người nhà của chúng ta nữa. Tất cả đã bị đô quệ bân lừa rồi. Lập tức, tiết lộ sự thật này đi. Nói rằng nó không phải con gái của anh. Vậy anh sẽ không bị dính và rắc rối của hai mẹ con kia nữa. Làm sao có thể? Sao có thể tự mình làm được chứ? Đây là vấn đề của con gái. Anh sao mà làm được? Vậy thì hãy để em làm. Mỹ Anh nợ em sẽ làm em sẽ tiết lộ chuyện này phải cho cả thế giới này biết bản chất của hai mẹ con kia em sẽ tiết lộ hết anh phải tin ở em tin ở em đi em nhất định sẽ làm được ờ hiền châu à là tớ đây phải từ sau lần họp lớp trước đây vẫn chưa liên lạc với cậu lần trước cậu bảo bạn trai cậu là phóng viên tờ báo minh thắng phải không người đăng tải cái này rốt cuộc là kẻ nào chứ rảnh rỗi không có việc gì làm sao không được để bọn họ đăng mấy thứ như vậy nữa nếu cứ tiếp tục như vậy thì dư luận sao có thể đồng tình với ta được chứ chẳng lẽ chuyện đó cô không biết hay sao anh à có chuyện lớn rồi mẹ ngất xỉu rồi anh làm gì mà không nghe điện thoại vậy bây giờ anh đang ở đâu mẹ ngất xỉu rồi sao là chuyện gì vậy mẹ đang ở trên đường từ nhà bạn về thì biết chuyện của hiểu nhuận ngất xỉu ngay trên đường cao tốc giờ đang ở phòng cấp cứu em cũng đang đi đến đó đây anh cũng mau đến đi là bệnh viện kia anh à anh à anh à anh biết rồi anh lập tức tới ly anh tới liền Đi đâu vậy Buông tôi ra Các người có biết tôi là ai không hả Tôi là Pháp Mẫn Châu Sau này sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng nhất đại hàng dân quốc Không đi đâu Buông tôi ra Không được Không được mà Tôi không đi Tôi không đi Tôi không đi Buông tôi ra đi mà Mẫn Châu à Mẹ à Mẹ bắt bọn họ dừng lại đi <laughs> mẫn châu à mẹ đây rồi không sao đâu không sao đâu con đây là cái gì không phải để con tin tưởng mẹ sao để con yên tâm chuẩn bị quay phim không được hay sao để chuyện như vậy là sao đây hả chỉ một mình trương hiệu nhận còn không xử lý được để con phải chịu đau khổ như vậy mẫn châu con bình tĩnh đã mẹ đang thu xếp mà có thể thu xếp ổn thỏa thôi mẫn châu con cứ tin tưởng ở mẹ đi con thu xếp cái gì chứ thu xếp cho con vào bệnh viện tâm thần phải không Mẹ, à, con không muốn vào bệnh viện tâm thần đâu. Con không đi. Con không muốn đi đâu. Mẹ nhất định không để con phải đến nơi đó đâu. Mẹ sẽ không để con đi đâu mà. Mẫn Châu à, không đi đâu. Con yên tâm đi. Mẹ, à, mẹ. À, mẹ, à, bố tình ra. Mẹ không à, được, mẹ à. không được. Mẫn Châu. Mẹ à Mẫn Châu thế nào rồi Mẫn Châu không sao chứ Không có chuyện gì chứ Quậy phá một trận Sau khi uống thuốc ăn thần xong Thì vừa đi ngủ rồi Quậy phá gì hả Thì la hét ầm ý Sau đó đập dở đồ đạc nó còn nói chuyện một mình nữa cứ như vậy á có khi nào xảy ra chuyện không hả Ai, mẹ rất lo cho nó đó hả à, Quệ bân cho cho mẫn châu đến bệnh viện đi có được không bệnh viện gì chứ mẫn châu nhà mình có bị điên hay sao sao con lại lớn tiếng với mẹ như vậy mẹ cũng vì lo lắng cho mẫn châu nên mới nói vậy thôi mà bất kể là bệnh viện gì con cũng tuyệt đối không để mẫn châu đi đâu nó là con gái của con, con của con ai cũng không được dẫn đi, có ai cứ bận chầu khỏi con đâu, trước tiên phải cứu nó cái đã, con sẽ cứu nó, con sẽ cứu con gái của mình. Mẹ à Ôi trời ơi Đứa trẻ đáng thương Không biết nó đã ra đi oan ức như vậy Trời ơi Trời ơi hiểu nhận Mẹ à mẹ đừng có khóc nữa Mẹ cứ như vậy thì lại ngất nữa đó Trời ơi cô bé đáng thương đứa bé đáng thương cháu của mẹ phải gặp chuyện như vậy mẹ lại không biết gì hết mà cứ cười nói ăn uống như vậy mẹ là kẻ tội đồ mẹ sao là người có tội được chứ đều tại đâu quẩy bân hết Mẹ đừng có lo nữa. Đây không phải là lỗi của chúng ta đâu. Đều tại Đô quẩy Bân, là lỗi của Đô quẩy Bân. Vậy nên mẹ đừng có khóc nữa mà. Mẹ à. <laughs> Anh muốn uống rượu để tự trách mình sao? Uống rượu thì có thể hết đau khổ hay không? Không hết được. Trước khi chính tới anh giải quyết được hai người đô Quệ Bân và phát hiện thành Thì nỗi đau này không thể ngu được Cả phát hiện thành nữa hay sao Bây giờ là lúc nào rồi mà em Cậu muốn đứng về phe của hắn hả Đô Quệ bân mới là con ả xấu xa mà Thật ra phát hiện thành cũng là người chịu tổn thương thôi Cái gì Vì mà gấu con gái ruột Mà hắn đã thống đồng với đô Quệ bân đó thôi Cái hại chết hiểu giờ mà tổn thương gì chứ Phát hiện thành thật ra cũng bị đô Quệ bân lừa thôi Phát Mẫn Châu thật ra Không phải là con ruột của Phát Hiền Thành Em nói sao Đồ Quệ Bân nói với Hiền Thành Con gái của cô ta với người đàn ông khác chính là con gái Phát Hiền Thành Nè Cô có sao không Thưa Tuấn Chị đó là đứa con gái của mối tình đầu của cô ta Sao? Ờ à, Không có gì đâu Tóm lại tất cả là lỗi của đô quệ bân hết Anh à Anh đừng tìm người vô tội báo thù nữa Trước tiên cứ đợi em ra tay trước đã Em định làm gì? Em có một cách Có thể phá quỷ đô quệ bân hoàn toàn Nhất định là như vậy Kim Quả Bạch nói có chuyện khác Muốn gặp cậu tại quán cà phê kế bên đó ờ, Vậy à tôi biết rồi Mỹ Anh đi đâu rồi Cô ta nói muốn gặp ai đó cho nên đi rồi Alo Cô Trương Mỹ Anh phải không ạ Dạ tôi chính là Trương Mỹ Anh Tôi là phóng viên Hồng Thạc Minh của tờ báo Minh Thành Tôi vẫn hay nghe Hiền Châu nhắc đến anh Cô nói có chuyện muốn tiết lộ sao là chuyện có liên quan đến bà đô huệ bân của tập đoàn bạch giang và con gái bà ấy ý cô là bà đô huệ bân và cô Phát mận châu có phải không dạ hả không phải là mỹ anh sao chuyện mà tôi muốn tiết lộ là anh ta là ai sao trông nghiêm trọng vậy chứ à, dạ anh kim quả bạch chúng tôi vừa đến anh ngồi ở đâu vậy ờ anh đây em vừa gặp và kể hết cho phóng viên hết rồi trong mấy tiếng nữa là sẽ lên báo à, không biết làm như vậy có đúng không nữa em cũng biết trong lòng của anh không thoải mái nhưng mà cũng cần phải công khai có đúng không anh cứ giả vờ không biết là được rồi chuyện này cứ để cho em toàn quyền xử lý được rồi ừ gặp phóng viên sao hình như vừa nói chuyện điện thoại với phát hiền thành là muốn công khai chuyện gì đây xin lỗi hiện tại tôi không thể trả lời được dạ alo chúng tôi vẫn chưa tìm hiểu kỹ tình hình nữa phòng kế hoạch xin nghe à, hiện nay trưởng phòng không có ở đây rất xin lỗi ạ à. Sao vậy? Sao vậy cái gì? Còn không phải là chuyện bài báo nữa sao? Trời ơi, rõ ràng là sắm giữa trời quang mà. Hả? Mẹ đọc được báo rồi sao? Sao nhanh vậy? Cái gì mà sao nhanh vậy? Những người đọc được bài báo này đều gọi hết cho mẹ rồi đây nè. Mẫn Châu thì sao? Mẹ Mẫn Châu đọc được chưa? Mẫn Châu vẫn chưa đọc được. Giờ nó còn chưa tỉnh nữa. Mẹ à, tuyệt đối không được để Mẫn Châu đọc được tin này nha mẫn châu mà biết được chuyện này thì thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn đó mẹ lập tức giấu điện thoại của mẫn châu đi có được không đừng để cho nó lên mạng hay xem tivi gì hết mẹ nhất định không được rời khỏi mẫn châu đó nha mẹ biết chưa ờ à, được rồi mẹ biết rồi mẫn châu à không phải cháu đang nghỉ ngơi sao bà ngoại à đây là cái gì mẫn châu à cái đó cái đó cháu không phải con ruột của ba sao ba ruột của cháu là người khác hay sao nếu cháu không phải con gái của ba cháu thì con gái của ai đây ba ruột của cháu là ai hả không phải đâu mẫn châu cái này chuyện là như vậy đúng vậy là nó giết sai đó là giết sai mẹ của cháu sẽ 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 nói lại với họ thôi mà cháu yên tâm đi hả những chuyện này cháu đừng có tin đó là sự thật đừng có nói dối nữa bà nghĩ cháu là con ngốc hay sao à, mẫn châu à mẫn mẫn châu ạ à. chứ đừng vậy mà mẫn châu mẫn châu à rít ra đi đừng có đụng vào cháu đừng đụng vào cháu đi đi đừng đụng vào cháu nữa mà bẩn châu à trời ơi bẩn châu nghe ra bà ra. nói đi Điều như vậy không lẽ mẫn châu à dạ tiểu thư mẫn châu đã đọc được bài báo nói phó chủ tịch phái không phải là cha ruột của mình rồi ạ à, mẹ sợ quá à, tiếng gì vậy sao đáng sợ quá mẹ rất là sợ mẹ có à. con đi, mẹ đừng lo à. sao lại sao lại là hét ầm ĩ đến như vậy hả con mẹ rất sợ con à chắc nó đau quá nên mới hét như vậy thôi mẹ đừng lo là vì đau sao dạ vì đau quá nên mới hét lên thôi Mày đừng sợ gì hết ừ, Ô, ông, ô, ơi. Ông, ơi, ông, ông ơi Ông, 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 ơi, ông, ông đã à, biết ông chuyện ông con à. mình có phải là con của ông chưa Ngài đã biết ngay từ đầu Hay kết hôn rồi mới biết chuyện Hay là ngài bị trưởng phòng lừa Xin ngài nói cho nội đi ở Ngài nói đi đó đi Nói đi ngài à Nói Tâm đi Tại hiện giờ của tôi đang rất phù bảo. Nhưng vì chuyện này liên quan tới con gái tôi Nên hy vọng mọi người được đưa tin nữa Xin cảm ơn nói vậy chỉ là ông không biết gì sao nói vậy là ông chủ không biết đâu là trưởng phòng đâu quậy bân giấu giếm hay sao tịch à? chủ tịch thì à nói gì đi phó chủ tịch phát rồi là... tôi biết đi à làm ơn đi nói, nói đi, đi nói gì đi nói câu đi mà phó okay, nói đi nói đi mà anh không biết gì sao anh không biết mẫn châu không phải là con gái ruột của anh sao tôi không hề nói gì cả còn không phải là ý này sao anh không biết cái gì không nên nói hả Chính là ám chỉ anh không biết đó sao Anh không biết thật hay sao chứ Vậy cô muốn tôi giải thích rõ ràng tất cả hay sao Giải pháp tốt nhất bây giờ Chính là nói ít thôi đó Nếu như báo chí hiểu sai mỗi câu nói của tôi nói ra Thì có phải cần thêm rắc rối hay không hả Vốn vậy là do hàng chính nhậm công bố đoạn clip này Giờ còn muốn tôi thêm dầu vào lửa hay sao <laughs> Hàng chính nhậm Tất cả những chuyện này do cô mà ra cả Đô Huệ Bân nói dối Thì không thể lường được mà Không thể lường được đó Vậy không phải phát hiện thành Bị Đô Huệ Bân lừa rồi sao Em vừa gặp và kể hết cho phóng viên rồi Trong mấy tiếng nữa là sẽ lên báo Em cũng biết trong lòng anh không thoải mái Nhưng mà cũng cần phải công khai có đúng không? Anh cứ giả vờ không biết là được rồi. Cậu đang nghĩ gì chứ? Phụng Tiên à, nói không chừng. Nói không chừng. Có thể nhân cơ hội này bóc trần bộ mặt giả của Phát Hiền Thành đó. Bộ mặt giả tạo sao? Ờ Hàng chính nhầm Chuyện này cũng là do cô làm sao Cô đoán sai rồi Không phải là tôi Tôi thừa biết cô sẽ không thừa nhận mà Nhưng trừ cô ra Thì còn ai làm ra chuyện này với tôi nữa chứ Chính là cô Tôi biết chắc chính là cô mà Chắc là cô nghĩ rằng tôi đã làm Nhưng mà Người muốn nhìn thấy cô thảm bại nhất Chỉ có mình tôi thôi sao Cái gì Hàng chính nhầm Cô có thể xem lời tôi nói là muốn giết cô như gió thổi qua tay. Nhưng tôi không đùa đâu. Tôi cho cô thấy người bị tổn thương có thể làm ra chuyện gì. Cô cứ chờ đó. À! À! Cái gì vậy? Anh đi rồi sao? Cô không giết được mẹ hiểu dụng đâu. Cô biết chưa? Cái gì? Cô còn không biết bản thân để làm gì hả? còn muốn giết ai nữa đây? Cô tuyệt đối không được đi đâu hết. Bởi vì bây giờ tôi muốn giết cô lắm rồi. anh tưởng anh có tư cách đối xử với tôi như vậy sao? Mẹ hàng chín dặm đã chết như thế nào? Anh quên rồi sao? Tôi chỉ muốn bao che lỗi lầm của con gái tôi mà thôi. Thế nhưng không ngờ, anh lại giết chết mẹ của hàng chính nhậm thật.